Hi guys, it's me Ruby and welcome back. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với một tập tiếp theo trong chuỗi Từ vựng TOEIC chuyên ngành. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề về sự tiếp thị marketing. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay thôi nào. Let's go. Attract. Compare. Competition. Competition.